Chào các bạn, trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta tạo một cái đối tượng hình học trong AutoCAD. Thì trong cái bài video trước thì chúng ta tìm hiểu về các cái đối tượng không phải là hình học như là bảng layer rồi là bảng text style. Thì cách các bạn làm việc với các cái đối tượng như vậy nó sẽ khác nhau. Đối với cả các cái đối tượng hình học ấy, thì các bạn phải sử dụng cái namespace khác, nó gọi là namespace thuộc phần geometry. Và các bạn đây, cái namespace geometry này sẽ giúp cho các bạn cách chúng ta vẽ các cái đối tượng hình học. Và cái điều đặc biệt mà khi các bạn bắt đầu vẽ các đối tượng hình học ấy, là các bạn phải để ý là cái nơi mà cái đối tượng hình học ấy vẽ là ở đâu. Tại vì các bạn có thể vẽ nó ở trên model space, các bạn có thể vẽ trên cái layout, layout 1, layout 2, vân vân. Thì các bạn phải xác định nơi các bạn vẽ. Đấy, thì trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ một cái đối tượng hình học đơn giản, đó là cái đường line. Các cái đối tượng hình học khác các bạn sẽ làm tương tự. Ok, bây giờ mình sẽ tạo ra một cái lệnh mới ở đây. Common method. Và ở đây mình sẽ tạo một cái lệnh ptm tạo line. Ok. Public void cmd create line. Rồi, cái thủ tục để các bạn bắt đầu vẽ thì bây giờ các bạn có lẽ các bạn đã quen dần rồi. Bây giờ mình sẽ tạo các cái đối tượng cần thiết đã. Mình sẽ copy hai cái thằng này xuống này. Đó. Rồi mình sẽ copy thằng transaction xuống này. Ok, rồi mình sẽ tạo cái try catch đây để bắt ngoại lệ, các bạn tập thói quen. Đấy, đây mình sẽ bắt catch. Đấy, trong cái catch này thì mình sẽ đưa vào cái thằng này. Ok, và cái này mình sẽ copy cái thằng show hiện bảng thông báo này. Cứ bắt bất kỳ có một cái ngoại lệ nào đấy xảy ra thì nó sẽ hiện lên cái bảng này, là ví dụ ở đây mình là tạo line không thành công. Đó. Ok, đấy thì cái dòng code các bạn code viết ở đây thì bao giờ các bạn tạo, bạn cứ bắt đầu một cái plugin, các bạn cứ tạo những cái cần thiết như thế này nằm trong cái try catch để các bạn bắt đầu lệnh. Rồi bây giờ như mình đã nói thì các bạn phải xác định nơi mà cái đường line sẽ được viết. Thì bây giờ mình sẽ làm như sau, xác định nơi bằng cách như sau. Object ID. Ok. Thì cái nơi mà cái đường line được viết như kiểu là model space hay là layout 1, layout 2 vân vân, thì trong cái AutoCAD này, trong cái lập trình này nó gọi là block. Đấy, thì mình sẽ đặt tên là block ID, và cái thằng này nó sẽ lấy về như sau, nó bằng db.current space ID như thế này. Đấy, tức là mình sẽ lấy về cái nơi mà mình vẽ hiện tại là cái nơi nào là current, cái mà mình đang mở trên cái màn hình AutoCAD. Rồi sau đó mình sẽ lấy về block table record như sau. Sau khi mình có ID rồi nhá, mình sẽ lấy về cái đối tượng thuộc cái current space ID này, là cái block table, block table record đây, record. Ok, bằng cái gì các bạn, change.get object, cái object mình truyền vào đây là block ID open mode. Còn các bạn open mode ở đây là mình sẽ viết đúng không, for right. Và các bạn nhớ là gì, mình sẽ phải op kiểu về block table record đó. Bây giờ sau khi có được cái không gian rồi nhá,
Ở đây mình cần để tên này có thể khó, ví dụ như là current space để bạn hiểu là cái nơi mình vẽ. Đấy, đây là cái nơi mình vẽ này. Sau khi bạn lấy về ID thì bạn sẽ lấy về cái đối tượng đấy. Đấy, sau khi có ID nhé, mình sẽ lấy về đối tượng là current space, nó chính là block table record, class block table record này. Rồi bây giờ để vẽ lệnh đường thẳng line thì mình có hai điểm. Thế thì bây giờ mình sẽ tạo điểm thứ nhất cách như sau: point point 3D, point 1 sẽ bằng là new point. Đấy, các bạn thấy ở đây nó truyền được ba cái đối số này. Mình sẽ không không không. Ok, point 2 mình copy cái thằng này xuống cho nhanh. Point 2 mình đặt là XYZ mà, mình đặt là 10 10 không. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu cái lệnh like của mình. Like. Đấy, lệnh like. Like object sẽ bằng là new like. Ở đây mình chuyển point 1 và point 2 vào. Đấy. Thì cái đường thẳng này nó sẽ được tạo ra. Sau khi đường thẳng này nó được tạo ra xong thì mình phải đưa cái đường thẳng này vào cái current space, tức là cái không gian vẽ của mình. Current space chấm sử dụng cái này, phương thức này, append entity. Đấy, mình sẽ đưa vào line. Ok, sau khi mình đưa cái thằng này vào không gian đã có rồi thì mình phải sử dụng cái thằng transaction để mình thông báo. Transaction chấm add new. Đấy, cái này các bạn biết rồi, add new là gì, line ob true. Ok, đấy là quá trình tạo đường thẳng của các bạn thành công. Bây giờ mình sẽ thử đi bước nó. Rồi mình sẽ enter để nó load. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu lệnh là ptm tạo line. Ok, mình xem line tạo được ở đây à. Ok các bạn chạy thì nó bị ao lỗi ra ngoài, bị tràn. Thì ở đây do các bạn chúng ta chưa thiếu một cái bước là chúng ta đóng cái transaction này lại, chúng ta phải trans chấm commit như thế này này. Ok, rồi bây giờ mình sẽ build lại, clean đi. Ok, bây giờ mình sẽ sử dụng debug, start debugging. Rồi bây giờ mình sẽ gọi lệnh ptm create line. Ok, các bạn thấy đường thẳng đây. Đấy. Đường thẳng được tạo ra và nó có các cái thông tin ở đây cho các bạn xem. Đầu cuối đây, đúng 10 10 0 0 0 10 10 0. Đúng là các tọa độ mà chúng ta đã lập trình trong cái phần visual này. Ok, tương tự tất cả các cái đối tượng hình học khác các bạn đều vẽ sử dụng cái như này, và quan trọng như là các bạn phải lấy về cái không gian vẽ chính là hai cái thằng này, và các bạn phải sử dụng cái này append entity để các bạn add vào cái không gian đấy, và sử dụng cái transaction chấm add new newly create database object này vào. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.